Đây là chương trình truyền thanh của huyện Lý Sơn. Đây là chương trình truyền thanh của huyện Lý Sơn. Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền thanh của huyện Lý Sơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thật sự chuyên mục hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 10 2020, bắt đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Lý Sơn phát huy hiệu quả mô hình học tập. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung trong tin địa phương. Những năm qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức, thực hiện quyết liệt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đạt được những kết quả tích cực. Đảng bộ huyện đã đưa việc học tập lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nội dung nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc huyện ủy, lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về việc đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên và những nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi cư trú là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xếp loại đảng viên hàng năm. Để nâng cao chất lượng đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở đảng, biện pháp được cấp ủy các cấp trong huyện quan tâm thực hiện là đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó phát huy đầy đủ hơn trách nhiệm của từng tập thể cá nhân. Thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ ngày 7 tháng 6 2007 và kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chỉ thị số 10. Trên cơ sở đó, huyện ủy Lý Sơn đã ban hành hướng dẫn để triển khai thực hiện. Sau khi có nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, huyện ủy tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung cụ thể hóa nội dung hướng dẫn trên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đã đi vào nền nếp. Quy trình sinh hoạt thực hiện bảo đảm theo hướng dẫn của cấp trên, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy khá cao, tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên. Phần lớn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng có chuyển biến tốt hơn so với trước đây. Việc phân công và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với đảng viên được quan tâm hơn, từ đó chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ủy ban dân huyện Lý Sơn vừa ban hành kế hoạch thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tổ kiểm kê đánh giá thiệt hại thiên tai tại 6 thôn trên địa bàn huyện. Theo đó, đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thôn gồm có 8 thành viên với nhiệm vụ là giúp cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thôn, chủ động báo cáo tình hình với cấp trên xin điều động lực lượng, phương tiện, vật tư ứng cứu những trường hợp cấp bách, giúp dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu, vệ sinh môi trường, phát quang cây cối, tìm kiếm cứu nạn. Tổ kiểm kê đánh giá thiệt hại thiên tai của mỗi thôn gồm 5 thành viên với nhiệm vụ là tham gia vào các lực lượng ứng cứu kịp thời các trường hợp cấp bách, tổ chức kiểm kê đánh giá thiệt hại do thiên tai xảy ra trên địa bàn thôn đúng với tình hình thực tế, nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Việc thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tổ kiểm kê đánh giá thiệt hại thiên tai tại 6 thôn trên địa bàn là nhằm để củng cố lực lượng phòng chống thiên tai tại cơ sở đi sâu đi sát, kịp thời giúp dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra và kiểm kê đánh giá đúng thiệt hại do bão gây ra, từ đó hỗ trợ kịp thời cho những người bị thiệt hại. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lý Sơn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và chuyên môn công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, đối tượng được đào tạo bồi dưỡng là các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý, các đồng chí quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí quy hoạch các chức danh thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý giai đoạn 2020-2025. Nội dung đào tạo bồi dưỡng tập trung chủ yếu vào những kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, cập nhật kiến thức khoa học đương đại, những chuyên ngành, nội dung liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo của cán bộ phù hợp với vị trí chức danh hiện giữ, chức danh quy hoạch và yêu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn hiện nay và tương lai. Ủy ban dân huyện vừa có văn bản về việc phòng ngừa ngăn chặn hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của ứng dụng MyAnaladin. Theo đó, thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về hoạt động của ứng dụng MyAnaladin có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đưa ra những lợi ích phi lý khi sử dụng ứng dụng, đã huy động số lượng lớn người tham gia trên phạm vi cả nước. Các đối tượng phát triển ứng dụng MyAnaladin tại Việt Nam giới thiệu là sản phẩm của tập đoàn Singapore, là tập đoàn tổ chức sự kiện giáo dục hàng đầu của thế giới, chuyên tổ chức các sự kiện khởi nghiệp tại nhiều quốc gia. Ứng dụng MyAnaladin được xây dựng và phát triển như một sản phẩm của thương mại điện tử với tiện ích là mua sắm hoàn tiền tới 80%. Về cách thức tham gia, người muốn tham gia vào cộng đồng sử dụng ứng dụng MyAnaladin cần tạo tài khoản trên ứng dụng, bắt buộc phải có người giới thiệu, đồng thời phải nạp tiền vào tài khoản lần đầu tối thiểu là $100. Sau khi nộp tiền, nhà đầu tư sẽ tham gia mua hàng, bán hàng trong hệ thống và giới thiệu nhiều tiện ích. Khi tham gia, các đối tượng dùng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để lôi kéo, huy động số đông người tham gia đăng ký để mở tài khoản nộp tiền vào ứng dụng MyAnaladin. Người tham gia nếu giới thiệu được người khác cùng sử dụng ứng dụng thì sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp trong 15 bậc gồm F1 đến F15. Ví dụ như đối với tài khoản ở cấp bậc kim cương, số điểm là từ 500.000 điểm trở lên sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp F1 là 8%, hoa hồng gián tiếp là 3% từ F2 đến F15. Ứng dụng MyAnaladin chỉ là một sản phẩm được phát hành cho điện thoại thông minh, không có pháp nhân đại diện thương mại, người đại diện pháp luật tại Việt Nam. Bản chất của các đối tượng là phát triển ứng dụng MyAnaladin tại Việt Nam để thực hiện huy động vốn trả lãi theo ngày là 0,2% trên ngày, bằng điểm trên ứng dụng, rút được tiền mặt hay không, hoàn tiền tùy thuộc vào đối tượng. Hoạt động kinh doanh phát triển mạng lưới người tham gia theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước. Khi không thu hút nhà đầu tư mới, có thể các đối tượng sẽ đánh sập ứng dụng. Các nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền đã nạp. Mô hình hoạt động phát triển mạng lưới và trả thưởng của ứng dụng MyAnaladin có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định tại Nghị định số 40/2018 ngày 12/3/2018 của Chính phủ. Nhưng hiện chưa có đơn vị tổ chức nào có tên là MyAnaladin gửi hồ sơ đề nghị Cục Cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, cũng như chưa có đơn vị tổ chức nào có tên là MyAnaladin được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đề nghị người dân cần cảnh giác, tránh bị lôi kéo rủ rỗ khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của ứng dụng MyAnaladin. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vừa có văn bản hướng dẫn các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 để đánh giá và biểu dương kết quả sau một năm thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động và các phong trào thi đua yêu nước tại cộng đồng dân cư. Trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo sự hướng dẫn, các khu dân cư đang khẩn trương thực hiện nhiều hoạt động như tuyên truyền vận động người dân, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tổ chức thăm và tặng quà các gia đình khó khăn, đánh giá khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện các cuộc vận động. Lựa chọn chủ đề trong ngày hội phù hợp với khu dân cư, tổ chức trang trí và chuẩn bị nội dung chương trình trong ngày hội của khu dân cư phù hợp với tình hình thực tế. Theo kế hoạch, ngày hội đại đoàn kết năm nay dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020. Hiện nay, thời tiết đang chuyển mùa nên tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, nhất là các loại bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, qua đường mũi đốt v.v. Vì vậy, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng chống như đưa trẻ đi tiêm các loại vaccine đầy đủ, đúng lịch để phòng tránh các loại dịch bệnh. Người dân cần thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngủ trong mùng, thực hiện ăn chín uống sôi, thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc gia cầm và chế biến các loại sản phẩm từ gia súc gia cầm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn cũng sẽ tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan và kéo dài trong cộng đồng.
tập trung triển khai công tác tiêm chủng, tổ chức các hoạt động vệ sinh phòng bệnh ở các cơ sở giáo dục, trường học, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở thuốc và phân bố lực lượng y bác sĩ để túc trực thường xuyên tại các cơ sở để đảm bảo công tác chữa trị, để đảm bảo công tác chữa trị cho nhân dân trong mùa mưa bão. Xác định công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ chiến đấu quan trọng trong thời bình. Do đó, ngay từ đầu năm, đơn vị đồn biên phòng Lý Sơn đã xây dựng kế hoạch chương trình triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, nhất là việc giúp đỡ ngư dân phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên biển. Theo đó, đơn vị đã thường xuyên trực tài canh 24/24 giờ, phối hợp với các nghiệp đoàn nghề cá, các ngành chức năng, hướng dẫn giúp đỡ ngư dân bị nạn trên biển và tổ chức kêu gọi các tàu thuyền hiện hành nghề trên biển vào nơi trú bão, đảm bảo an toàn tính mạng con người và phương tiện. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, tích cực phòng ngừa, chủ động ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại mức thấp nhất về người và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, đơn vị đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung phần tin. Tôm mà nuôi muốn nhanh lên, Oxy Alice là tên nhớ hoài. Chuyên gia dinh dưỡng chẳng sai, xuất sang nhiều nước ai ai cũng dùng. BioSeaBet nuôi ương, mô hình cải tiến lại thường trúng to. Giảm thai nước giảm nỗi lo, an toàn tiết kiệm nuôi cho khỏe hoài. Kháng sinh dẹp hết đi ngay, tăng cường miễn dịch tôm này lớn nhanh. Muốn nuôi tôm giống trưởng thành, Banana Nano cả ngành đều ưng. Ương vèo muốn tốt không ngừng, chọn mem cho đúng tôm mừng người vui. Thức ăn cao cấp tuyệt vời, tối ưu dinh dưỡng tôm bơi ào ào. Còn Vanalis thì sao, yên tâm tôm lớn được chào giá cao. Lên Zalo kiếm nhanh nào, Oxy Alice mau vào hỏi thăm. Gặp anh ba chuẩn nhiệt tâm, giấc mơ biển bạc vương tầm thành công. Trên đất Việt Nam đạt chuẩn mực quốc tế năm châu, luôn luôn tâm huyết trong ngành, có anh ba chuẩn chân thành. Người chăn nuôi vui anh ba mừng, người người nhà nhà đều cùng anh ba dâng lời ca. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình truyền thanh của huyện Lý Sơn. Sau đây là chương trình Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.